Chào các bạn, mình là Ánh. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào video đầu tiên trong phần học từ vựng nhá, học từ vựng N2 đúng nhỉ? Như chúng ta biết ấy thì từ vựng rất là nhiều đúng không? Ví dụ như trình độ N2 ấy, ước tính là chúng ta phải học khoảng 6.000 từ đúng nhỉ? Lên N1 thì phải hơn 10.000 từ. Không chỉ là nhớ cái việc nhớ không chỉ nghĩa của từ mà dùng như thế nào đúng không? Thậm chí là những từ rất là na ná nhau. Đôi khi nó làm chúng ta lúng túng, chúng ta khó xử, không biết phải áp dụng như thế nào, kể cả trong cuộc sống lẫn đi thi, đúng không? Vì vậy mà cái series video này hy vọng sẽ giúp đỡ các bạn được phần nào trong cái việc mà tìm hiểu những cái sự khác nhau đó ấy và áp dụng từ vựng trong trường hợp đó nhé. Thì với video đầu tiên này chúng ta sẽ học về các từ mang họ giúp đỡ ở trong tiếng Nhật rất là nhiều. Những cái mình liệt kê đây nó chỉ là một phần thôi, chưa đầy đủ nhá. Thế nhưng mà đây như chúng ta nhìn thấy đã rất là nhiều rồi đúng không? Ví dụ như đây là có mấy từ nhỉ? Đầu tiên là tetsudau là 1 này, tasukeru là 2 này, suku là 3 này, kyujo là gì nhỉ? Kyujo là 4 này. Đấy. Kyuen là 5 này, kyusai là 6 này. Enjo là 7 này, cn là 8 này, on là 9. Đấy, 9 từ mang nghĩa giúp đỡ. Đấy là chúng ta còn một số từ khác mà ít dùng hơn thì mình không có liệt kê đây. Mình chỉ liệt kê những từ hay gặp nhất trong N2 và N3 thôi. Nó đã là rất là lớn rồi đúng không? Đấy, thì cái series video này sẽ là series mà phân biệt các từ mang nghĩa nét nghĩa na ná giống nhau nhé. Có thể là danh từ, động từ, tính từ chẳng hạn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết này. Thì ở đây mình có phân làm hai loại. Thứ nhất đó là từ thuần Nhật đúng không? Từ thuần Nhật có ba từ đầu tiên là tetsudau, tasukeru và suku. Thì chúng ta sẽ xem cái nét nghĩa của nó khác nhau như thế nào nhé, mặc dù cùng là giúp đỡ. Thì tetsudau ấy, nó ghép bởi gì đấy? Nó ghép bởi chữ thủ và chữ gì nhỉ? Chữ truyền. Thủ là gì đấy? Thủ là tay và truyền là kiểu truyền đạt ấy. Thì nếu mà gì word by word nó nghĩa là gì nhỉ? À, mình góp thêm sức, góp thêm tay vào đấy để có thể cùng làm gì đó với đối phương, đúng không? Đấy, như vậy nghĩa của tetsudau có nghĩa là gì nhỉ? Sử dụng khi mà cùng hiệp lực, dồn sức để làm chung với đối phương một công việc gì đó cho tiến triển. Tức là đối phương cũng làm, mình cũng làm, đúng nhỉ? Và mình góp sức vào, mình hiệp lực cùng họ để làm cho nó xong cái công việc đó, để làm cho nó tiến triển lên nhé. Thông thường nó sử dụng cho những việc nhỏ mang ý nghĩa không lớn lắm, đúng nhỉ? Những cái hành vi rất là bình thường. Ví dụ này, Ichi này, Ani no hikkoshi o tetsudau, tức là giúp anh trai chuyển nhà. Hay là Haha no ryori o tetsudau, là giúp mẹ nấu ăn. Thì những cái việc như là chuyển nhà hay nấu ăn ấy là những hành vi rất là nhỏ đúng không? Rất là bình thường thôi. Chúng ta, người ta cũng làm, anh trai cũng chuyển nhà và mẹ cũng phải nấu ăn, đúng nhỉ? Và mình giúp mẹ cùng làm rồi cùng giúp anh trai chuyển nhà nhé. Ví dụ một bức tranh các bạn có thể quan sát này, đây là gì đây, các bạn nhỏ đang giúp mẹ rửa bát đĩa đúng nhỉ, và đương nhiên là mẹ cũng phải làm trong quá trình đấy rồi. Đấy, như vậy thì khi mà chúng ta muốn nói câu là gì đây nhỉ, giúp mẹ rửa bát đĩa, chúng ta sẽ nói như nào đây? Haha no shoki arai o tetsudau, đúng rồi. Đấy, đây haha no shoki arai o tetsudau. Ở đây có từ shoki có nghĩa là những cái đồ đựng như là bát đĩa cốc vân vân ấy, trong khi ăn uống ấy đúng nhỉ. Đấy, thì gọi chung là shoki nhá, đỡ phải tách ra sara rồi thì chawan đúng nhỉ, hashi vân vân, rất là dài dòng đúng nhỉ. Thì chúng ta dùng là shoki arai nghĩa là cái việc rửa bát đĩa đúng nhỉ, giúp mẹ rửa bát đĩa. Tiếp theo động từ số 2 là động từ tasukeru. Tasukeru nó mang nghĩa là vẫn là giúp đỡ đúng không? Đấy. Thế nhưng mà đây là chữ trợ, do vậy là ngoài cái nghĩa là giúp đỡ, chúng ta còn có thể dịch là cứu giúp, cứu trợ, đúng nhỉ? Sử dụng khi mình thực hiện một hành động khác với đối phương, thường là đối phương đang ở trong tình trạng khác với mình, nhằm giúp họ trở nên tốt hơn hoặc có một kết quả tốt hơn. Cũng được dùng nhiều khi cứu ai đó khỏi nguy hiểm, tương tự như là cái từ suku, chữ cứu ấy. Và thường sử dụng cho những việc có ý nghĩa lớn, tức là nếu như tetsudau thì là hai người cùng làm đúng không? Đấy. Thì tasukeru thông thường là cái đối phương á, người ta đang ở trong một cái tình trạng khác hoàn toàn với mình nhá. Ví dụ người ta đang ở trong nguy hiểm đúng nhỉ? Và mình ở cái hiện trạng có thể là thuận lợi hơn và mình sẽ giúp họ. Đấy. Ví dụ như là đây các bạn quan sát này. Mawari no hito ga iroro na katachi de tasukete kureta, tức là những người xung quanh ấy đã giúp tôi bằng rất là nhiều hình thức khác nhau đúng không? Câu này thì nó không thực sự là nó nổi bật lên ý nghĩa của câu, nhưng các bạn nhìn vào cái bức tranh này nhá. Đây,
bạn này là đang gì đấy, bạn này là đang bị sắp chết đuối này này đúng nhỉ, bạn này quăng cho cái phao, bạn ấy đưa cho cái phao. Vậy thì rõ ràng là mỗi người đang ở trong một cái tình huống khác nhau đúng không? Bạn này thì đang đang trong rất là nguy hiểm đúng nhỉ, ngàn cân treo sợi tóc. Bạn này thì ở cái tình trạng thuận lợi hơn đúng nhỉ, và khi mà bạn này làm hành vi cứu giúp bạn này ra khỏi nguy hiểm như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng tetsu, à xin lỗi, tasukeru đúng nhỉ, sẽ không nên dùng tetsudai trong trường hợp này nhé. Câu này là gì nhỉ? À, obore teiru hito tasukeru, obore teiru hito tasukeru, tức là giúp người đang bị đuối nước. Ở đây có từ obore, obore có nghĩa là bị chết đuối đúng nhỉ, đuối nước ấy, chứ không phải là oboe đâu các bạn nhá. Đấy, rất là na ná nhau. Obore là nhớ, còn obore là đuối nước, chết đuối. Thì câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, giúp người đúng nhỉ, cứu người đang bị đuối nước. Cái này các bạn dùng từ suku cũng được, không sao, vẫn ok nhá. Vậy thì cái từ thứ ba là từ suku, nó khác gì? Nó sử dụng ấy khi bản thân thực hiện một hành động nhằm đưa đối phương ra khỏi tình trạng xấu, đặc biệt là những tình huống nguy nan ảnh hưởng đến tính mạng, dùng là hợp lý nhất. À, tự nhiên nếu mà định nghĩa như này thì dùng từ tasukeru cũng ok đúng không? Nhưng cái khác biệt này, so sánh với tasukeru ấy thì khi sử dụng từ này thường tạo ấn tượng là người cứu là người có sức mạnh và quyền lực hơn, là người ở vị trí bề trên đúng nhỉ? Đấy, nó nhấn mạnh rằng người cứu nhá là người có sức mạnh, có quyền lực hoặc là ở vị trí trên so với lại người ở người được cứu đúng không? Đồng thời nó thường đi chung với các từ như là inochi hay là seimei, có nghĩa là gì nhỉ? Sinh mạng, mạng sống này, và được sử dụng ít hơn so với hai từ tetsudau và tasukeru đúng không? Được dùng ít hơn rất nhiều so với hai cái từ trên. Đấy, nếu các bạn thử Google hình ảnh ấy thì tetsudau và tasukeru có rất là nhiều cái hình ảnh nó minh họa cụ thể cho hai cái động từ đó, thế nhưng mà từ suku rất là ít nhá. Hay là gì đây? Chúng ta xem phần ví dụ này. Kare wa atashi no inochi wo sukutte kureta. Isho wasurerarenai là gì đây nhỉ? Anh ấy đã cứu mạng tôi, cả đời này tôi sẽ không thể nào mà quên được. Đấy, thì ở đây nếu mà là inochi sẽ là suku hợp lý hơn là tasukeru nhá. Đây các bạn có thể nhìn đây. Đây này, người này đang ngất xỉu đúng nhỉ? Đấy, và đang rất là ảnh hưởng, rất là nguy nan đến tính mạng. Thì cái hành vi mà làm cái việc hô hấp nhân tạo này đúng không? Đấy, cái hành vi mà gọi là xoa bóp tim ở ngoài lồng ngực này ấy, để cứu người ta ra khỏi thì dùng hợp lý là dùng suku. Đấy, câu đây sẽ là gì đây? Taoreta hito suku đúng nhỉ? Nghĩa là cứu người bị ngất, giúp đỡ người bị ngất nhá. Như vậy là ba từ tetsudau, tasukeru và suku nó khác nhau như vậy. Tetsudau là gì nhỉ? Là hai người cùng làm đúng nhỉ? Cái người kia ấy góp sức một phần vào để giúp cái người làm công việc chính ban đầu đấy hoàn thành xong công việc sớm hoặc công việc tiến triển đúng không? Và thường là dùng những cái việc nhỏ nhặt hàng ngày thôi. Còn tasukeru là gì nhỉ? À, cũng là cứu giúp, giúp đỡ đúng không? Nhưng mà cái phạm vi nó như nào nhỉ? Cái phạm vi nó kiểu như là cái hành vi đấy nó mang tính chất lớn lao hơn, rộng lớn hơn so với lại tetsudau, không phải là những hành vi thường ngày nhá, mà thường là cái người giúp ấy sẽ là ở vị trí khác so với lại cái người được giúp. Đấy. Còn suku thì sao nhỉ? Giống tasukeru, thế nhưng mà đặc biệt là nhấn mạnh là những cái tình huống nguy hiểm, nguy nan đến tính mạng đúng không? Và cái người cứu giúp đấy là người có năng lực này, có địa vị, có quyền chức vân vân, cao hơn người được cứu được giúp. Đấy, đấy là cái nét nghĩa của ba cái từ này. Thì đôi biết là như thế đấy, nhưng mà đôi khi là chúng ta học là vẫn bị nhầm lẫn đấy đúng không? Đây là điều bình thường. Các bạn cứ dùng rồi các bạn sai thì các bạn sẽ được sửa lại đúng nhỉ? Hoặc các bạn phải cố gắng ghi nhớ cái cách sử dụng đấy, thì trong từng trường hợp các bạn sẽ sử dụng cho hợp lý nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang các từ gốc Hán đúng nhỉ? 6 cái từ gốc Hán. Các từ gốc Hán sẽ còn phân biệt khó hơn cả những từ gốc Nhật đúng nhỉ? Đôi khi là thậm chí là đôi khi chúng ta coi như là có thể dùng được giống nhau, chỉ khác nhau rất là nhỏ về mặt ý nghĩa nhá. Thì bây giờ là từ đầu tiên, đó là từ kyujo đúng nhỉ? Kyujo có nghĩa là cứu trợ. Đấy, thì nó ghép bởi chữ cứu và chữ trợ đúng không? Thì nó dùng trong trường hợp là cứu giúp người hoặc động vật ra khỏi nguy hiểm liên quan đến tính mạng. Đấy, như vậy là bởi vì có chữ cứu và chữ trợ này đúng không nhỉ? Do vậy nó là tổng hợp của suku lẫn tasukeru nhá. Đấy, nghĩa là cứu giúp người hoặc động vật ra khỏi nguy hiểm liên quan đến tính mạng. Trong trường này thì có thể dịch là có thể dùng là từ suku cũng được, không sao hết đúng nhỉ? Nhưng mà đây là đang chỉ nói cái nét nghĩa của những cái từ mang gì đấy, mang cái sắc thái nghĩa là gì nhỉ? Từ từ Hán Nhật nhá, từ gốc Hán nhá. Ví dụ như là dobutsu wo kyujo suru nghĩa là cứu trợ động vật. Đây ví dụ các bạn quan sát hình này này,
Chú chó rất là đáng thương đúng không? Đấy, nó bị chủ nó buộc cái băng keo như thế này. Ngày trước ở Việt Nam mình cũng có một cái vụ mà chủ đúng nhỉ, ngược đãi động vật ấy bằng cách buộc băng keo làm nó bị hoại tử rất là đáng thương. Vậy thì khi mà chúng ta cứu trợ nó ra khỏi nguy hiểm đến tính mạng đúng không? Buộc cái này có thể là gây một thời gian sau nó bị nhiễm trùng nó chết đấy. Thì trong trường hợp vậy chúng ta sẽ dùng cái từ cứu vô sư tử nhá, là gì nhỉ? Cứu người hoặc động vật ra khỏi tình trạng nguy hiểm liên quan đến tính mạng đúng không nhỉ? Ví dụ câu này là gì nhỉ? Kuchio te pude shibarareta inu o kyujo suru, tức là cứu trợ chú chó mà bị gì đấy, bị buộc băng, mà miệng bị buộc băng đúng không nhỉ? Đây có động từ shibaru là buộc, shibarareta là bị buộc bằng cái tape, bằng cái băng keo đây này. Đấy, tiếp theo từ số 2 đấy là từ cứu viện, QN đúng nhỉ? QN nó ghép bởi chữ cứu và chữ viện. Đấy, chính vì vậy nó sẽ mang nét nghĩa của cứu trợ và chi viện đúng nhỉ? Nó thường dùng trong trường hợp là giúp người khác bằng việc cung cấp những thứ họ thiếu. Đấy, giúp người khác nhé, bằng việc cung cấp những thứ họ còn thiếu, đối tượng nhận sự giúp đỡ thường là tổ chức. Chính vì vậy thông thường cái từ cứu viện này nó hay dùng cho trường hợp mà một cái vùng nào đó đúng không, một cái vùng nào đó, một cái nơi nào đó gặp thiệt hại, có thể là động đất, núi lửa, sóng thần, và gì đây nhỉ, có những cái hoạt động mà gì đây nhỉ, viện trợ, tương trợ, cứu trợ cho cái vùng đó, thế nhưng mà cho toàn bộ cái vùng đó đúng nhỉ, sẽ là dùng QN đúng nhỉ, cứu viện. Ví dụ Higaichi o đúng nhỉ, Higaichi o QN suru là cứu trợ cho vùng bị thiệt hại. Em lưu ý là mặc dù chữ Hán là chữ cứu và viện, nhưng mà trong trường này mình không nên trực dịch trong câu là cứu viện vùng bị thiệt hại nhé, nghe rất là buồn cười đúng không nhỉ? Đây, ví dụ các bạn quan sát cái bức tranh đúng không, đây là gì đây nhỉ, đây là đây, nó có ghi đây nhỉ, là gì đây, QN bc đúng nhỉ, ấy, vật tư cứu viện đấy, vật tư cứu trợ đấy. Đây, xe nó chở những cái thứ đi để giúp đỡ những cái gì đấy, những cái vùng mà bị tổn thất, bị thiệt hại như này nhá. Higaichi o QN suru đúng nhỉ, cứu trợ vùng bị thiệt hại. Như vậy là QJ và QN nó khác nhau, các bạn thấy rồi đấy đúng nhỉ. QN là gì đấy, QN là một vùng nào đó đúng không nhỉ, chịu thiệt hại, bị tổn thất dẫn đến thiếu hụt cái gì đó, và có cái hoạt động là hỗ trợ giúp đỡ bằng những cái việc làm cụ thể đúng nhỉ. Đấy, còn từ QJ cứu trợ như nói vừa nãy đấy là chính là gì đấy, cứu người và động vật ra khỏi gì đây, ra khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Từ số 3 đấy là từ kyūsai là cứu tế, nó ghép bởi chữ gì đây nhỉ, bởi chữ cứu và chữ tế nhé, thường dùng trong trường hợp giúp những người đang khó khăn rắc rối, đối tượng nhận sự giúp đỡ thường là người. À vậy thì cái này gần như là giống cái từ cứu gì nhỉ, dùng gần giống cái từ cứu viện ở trên, thế nhưng cứu viện thì là giúp cho một một đối tượng nhận sẽ là tổ chức, còn cái này là người cụ thể thì dùng kyūsai nhé. Higaichi o kyūsai suru, giúp đỡ, cứu trợ những người chịu thiệt hại đúng không? Đấy, bởi vì đây là higaichi là gì nhỉ? Những người chịu thiệt hại. Chứ còn nếu mà higaichi ấy, thì sẽ là dùng từ QN, cứu viện ban nãy đúng không? Ví dụ như bức tranh đây là gì đây nhỉ? Đây. Đây là gì nhỉ? À đây, đây là những nạn nhân, ví dụ như là trong cái trong trận bão vừa qua ở Nhật đấy đúng nhỉ, hay là trong những trận động đất với sóng thần ấy, thì đây là đang phát lương thực, thực phẩm đây, họ thiếu đúng không, thì mình cứu tế cho họ đấy, mình giúp đỡ, mình hỗ trợ họ, thì mình dùng là nammyo kyūsai suru, nghĩa là giúp đỡ nạn nhân vùng chịu thiệt hại nhá. Đấy, ở đây nammin đây là gì nhỉ, đây là người dân đúng không, người dân chịu vùng chịu thiệt hại bị tai nạn đấy, dùng từ kyūsai suru nhá. Tiếp theo từ số 4 đấy là từ angel. Angel là chữ viện và chữ trợ đúng nhỉ? Đấy, thì nó ghép bởi chữ viện và chữ trợ, thì do vậy nó mang nét nghĩa tổng hợp của từ chi viện và từ hỗ trợ đúng không? Có hai cách sử dụng. Thứ nhất, nó dùng để giúp đỡ người già, trẻ em những việc thường ngày. Đấy, bạn nào mà gì nhỉ? Bạn nào mà lên gõ cái từ angel xong cộng thêm từ irasto, tức là hình ảnh ấy, hình ảnh minh họa cho cái đấy, thì sẽ thấy kể cả những cái việc hàng ngày làm cho em bé hay là người già ấy không có khả năng làm việc đó thì người ta vẫn dùng từ angel này đúng không? Đấy là cái nét nghĩa đầu tiên, thì gần giống như mấy cái từ tetsudau nhá. Đấy, tetsudau ấy. Còn cái nét nghĩa mà cứng hơn đúng nhỉ, được dùng khá là nhiều ấy, thì nó mang nghĩa là giúp đỡ về mặt kinh tế, đặc biệt là phía giúp đỡ thường là tổ chức, như là một chính phủ nước này với nước kia nhá, được dùng rất là nhiều. Trong tiếng Việt mình cũng vậy đúng không, viện trợ không hoàn lại đúng nhỉ, ODA đấy. Ví dụ như là
日本政府は資金を援助する。Chính phủ Nhật Bản ấy, viện trợ vốn, đúng nhỉ? Shikin là tư kim, nghĩa là vốn đấy. Ví dụ như đây là bác Nguyễn Xuân Phúc với lại gì nhỉ? Thủ tướng Abe, đúng nhỉ? Sẽ là gì đấy? À, Nihon Seifu wa Shikin wo Enjo suru. Chính phủ Nhật Bản viện trợ vốn, đúng không? Thì như vậy là từ viện trợ có thể dùng giống như là từ Tetsudau, nghĩa là giúp đỡ, hoặc là từ gì nhỉ? Hoặc là mang tính chất là chính phủ, đúng nhỉ? Một chính phủ, một tổ chức nọ chi tiền, đúng nhỉ? Đấy, chi tiền cho một tổ chức kia. Mang tính chất, mang tầm rất là lớn nhá. Từ tiếp theo là từ CN, là từ chi viện. Từ chi viện ghép bởi chữ chi và chữ viện, thường dùng trong trường hợp vì có chung suy nghĩ, quan điểm nên giúp đỡ về mặt vật chất cho đối phương đang gặp khó khăn. Đối tượng nhận có thể là cá nhân hoặc đoàn thể. Ví dụ, kankyo hongo katsudo CN suru, chi viện cho hoạt động bảo vệ môi trường. Thì ở đây chúng ta thấy ấy, cái người mà chi viện này này là người mà người ta cũng rất là muốn bảo vệ môi trường, đúng không? Chính vì vậy, chính vì có cùng chung quan điểm như vậy nên là người ta sẽ gì nhỉ? Người ta sẽ chi viện về mặt, người ta sẽ hỗ trợ về mặt vật chất, tài chính cho đối phương là những cái người mà đang tham gia hoạt động này nhưng mà thiếu tiền, đúng không? Đấy, đối tượng nhận thì có thể là cá nhân hoặc đoàn thể nhá. Ví dụ như hình này là gì đấy nhỉ? À, karada no fuyuu na hito CN suru, nghĩa là hỗ trợ những người có khiếm khuyết về thân thể. Thì những người này, những người lành lặn, đúng không? À, đồng cảm, đúng nhỉ? Đồng cảm, có chung cái cảm xúc đấy, rất là kiêu căng đấy, rất là cùng chung cảm xúc với lại những cái người gặp khó khăn này. Chính vì vậy người ta sẽ giúp đỡ về mặt gì nhỉ? Vật chất, ví dụ như là tiền này hoặc là thuốc men vân vân để giúp đỡ họ. Đấy, đối tượng có thể là cá nhân hoặc là đoàn thể, như đây Fujiu Nahito là cá nhân, đúng không? Đấy, chúng ta lưu ý. Và từ cuối cùng trong nhóm này của chúng ta đấy là từ ON. ON là chữ ứng và chữ viện, nó ghép bởi chữ ứng và chữ viện. Thường dùng trong trường hợp trở thành đồng minh, khích lệ, động viên và giúp đỡ lẫn nhau về mặt tinh thần là chính. Nếu như những cái trước ấy là góp sức, đúng nhỉ, rồi góp tiền, thì cái thằng ON này nó hơi khác, đó là chủ yếu là gì nhỉ? À, giúp đỡ về mặt tinh thần thôi, ủng hộ về mặt tinh thần thôi, và hay dùng nhất trong thi đấu thể thao và nghệ thuật. Ví dụ, Sukina Senshio ON suru, nghĩa là ủng hộ, cổ vũ cho cầu thủ yêu thích, đúng nhỉ? Ví dụ như bức hình này là một cái minh họa rất là chuẩn chỉnh cho gì đấy, cho ON, đúng không? À, shinyu no yakyu chimu wo oen suru là cổ vũ cho đội bóng chày của bạn thân, đúng nhỉ? Đấy, cổ vũ cho đội bóng chày của bạn thân nhá. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái ON trong tình huống như thế này. Gần như là cái nét nghĩa nó khác biệt nhất so với lại năm cái từ trên, đúng không nhỉ? Mấy cái từ như là cứu trợ, cứu viện, cứu tế, chi viện, viện trợ nó còn khá là ai mai, rất là khó. Nhưng mà từ ON thì nó hakiri, đúng không? Đấy. Tất nhiên là khi dùng thì chúng ta vẫn đôi lúc sẽ dùng sai, thậm chí cả người Nhật phân biệt mấy cái từ này cũng sai đấy. Thế nhưng mà chúng ta nếu mà dùng đúng được là tốt nhất. Với thứ hai ấy, để dùng đúng được thì thứ nhất là môi trường, thứ hai là chúng ta sẽ xem cái gì nhỉ, xem cái nuance, cái nét nghĩa mà cái từ đấy nó sử dụng là gì, và áp dụng trong tình huống, các tình huống xem vậy thì sẽ sử dụng tình huống đó trong trường hợp như nào, đúng không? Chẳng hạn nhé, là nước các nước châu Phi rất là nghèo, đúng không nhỉ? Việt Nam mình tuy cũng nghèo thế nhưng mà Việt Nam mình sẵn sàng giúp đỡ, đúng không? Sẵn sàng chi tiền cho sự phát triển của các nước châu Phi. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta dùng cái từ nào, chúng ta dùng cái nào? À, mình sẽ dùng từ, có thể dùng từ gì nhỉ? Dùng từ viện trợ, đúng không? Đấy, viện trợ đây, Angel, đúng nhỉ? À, thế thì nếu mà các nước châu Phi ấy, người ta gặp gì đây? Người ta gặp khó khăn về mặt gì đây nhỉ? Người ta gặp khó khăn về mặt có thể người ta gặp động đất sóng thần nhá. Đấy, động đất sóng thần, và mình sẽ cử những cái đoàn, đúng nhỉ? Cử những cái đoàn đến để giúp đỡ làm gì đó cho họ, thì mình dùng từ nào nhỉ? Mình dùng từ nào? À, mình dùng từ cứu gì nhỉ? QN, đúng rồi, cứu viện, đúng không? Cứu viện. Thế thì nếu mà gì nhỉ, có những loài động vật ấy, hay là những người đang gặp tình huống rất là khó khăn ấy, và mình giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, vượt qua cái sự nguy hiểm đến tính mạng, mình dùng từ nào? Mình sẽ dùng từ cứu trợ, đúng không? Đấy, tóm lại là chúng ta cứ đọc kỹ những cái nét nghĩa mà những cái từ này biểu thị thì chúng ta sẽ sử dụng đúng, đúng nhỉ? Và đặc biệt đối với những từ này thì tốt nhất là chúng ta dùng theo cụ, đúng nhỉ? Theo chính những cái ví dụ này thì nó sẽ chuẩn chỉnh nhất nhá. Đấy, tất nhiên là nó vẫn rất là khó, đúng nhỉ? Từ vựng mà, ngay cả tiếng Việt thôi cũng nhiều từ chúng ta phân biệt rất là khó. Rồi, hôm nay cái bài về từ vựng N2 này kết thúc ở đây. Hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu những từ mang nét nghĩa khác nhé. Rồi, chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn học tốt.